Chào mừng quý vị trở lại với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với kênh YouTube Leading Vlogs, mời quý vị cùng đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi Leading Vlogs có video hay thông báo mới. Nếu thấy video này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo nguồn dẫn gốc của những bản tin này ở phần description của video. Quý vị thân mến, bản tin ngày hôm nay có liên quan đến dự luật cứu trợ cho đại dịch coronavirus mới nhất vừa được tiết lộ vào ngày thứ Ba 15 tháng 9 lại bị đảng Dân Chủ từ chối. Trong một nỗ lực cuối cùng để thông qua một loạt gói kích thích kinh tế trước cuộc bầu cử tháng 11, một nhóm lưỡng đảng gồm 50 thành viên Hạ Viện, được gọi là nhóm giải quyết vấn đề vừa tiết lộ một đề xuất trung thực nhằm giúp đỡ những người Mỹ và các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trước tác động của đại dịch do coronavirus gây ra. Mục đích của nhóm giải quyết vấn đề này là giải quyết những bế tắc của quốc hội giữa hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ. Trong những trường hợp, hai đảng không tìm được một điểm chung trong một dự luật nào đó. Nhóm những người giải quyết vấn đề của lưỡng đảng lần này bao gồm 25 đảng viên đảng Dân Chủ và 25 đảng viên đảng Cộng Hòa mà người đứng đầu là ông George Gottheimer thuộc đảng Dân Chủ và ông Tom Reed thuộc đảng Cộng Hòa cùng hỗ trợ và phát triển một dự luật mới có tên là March to Common Ground để giúp phá vỡ thế bế tắc về gói cứu trợ COVID-19 và khuyến khích các nhà đàm phán trở lại bàn. Mặc dù đề xuất này được công chúng ủng hộ rộng rãi vì nó bao gồm hầu như là gần đầy đủ những phần hỗ trợ kích thích kinh tế mà người dân đang cần. Điển hình là tấm check kích thích kinh tế lần 2, gia hạn trợ cấp thất nghiệp từ liên bang, chăm sóc cho trẻ em, trường học và một số hỗ trợ khác mà đã được Đảng dân chủ, Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa ủng hộ từ trước. Nhưng đề xuất này lại không có nhiều hy vọng sẽ được thông qua ở tình trạng hiện tại. Ở phần cuối của bản tin, chúng ta sẽ nghe một trong những người đứng đầu của nhóm giải quyết vấn đề giới thiệu sơ lược về những gì có trong dự luật này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu xem lý do gì Đảng dân chủ đã từ chối nó. Một loạt các chủ tịch ủy ban Đảng dân chủ đầy quyền lực đã phản đối đề xuất này và cho rằng đề xuất này đã bỏ quên nhiều yêu cầu chưa được đáp ứng và còn cho rằng dự luật này của nhóm giải quyết vấn đề sẽ không đi đến đâu. Nghị sĩ dân chủ Hạ viện ông Stanley Hoyer của Maryland cho biết, dự luật này có những ý tưởng hữu ích, những ý tưởng quan trọng nhưng ông cho rằng đề xuất này không đủ để giải quyết nhu cầu đang diễn ra trong việc giúp nền kinh tế phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Ông Hoyer nói với các phóng viên hôm thứ ba rằng: "Chúng tôi tin rằng đạt được một thỏa hiệp là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, đạt được một thỏa hiệp không giải quyết được các vấn đề là không hữu ích, bởi vì bạn càng trì hoãn việc giải quyết nhiều vấn đề càng lâu, bạn càng làm suy yếu cả nền kinh tế và phản ứng với Covid-19." Sau đây xin mời quý vị xem kết quả phản hồi của Hạ viện về dự luật cứu trợ vừa được đưa ra bởi nhóm giải quyết vấn đề. Đây là bản thông báo chính thức từ trang nhà của Hạ viện được gửi ra vào ngày 15 tháng 9. Lê Đinh xin được dịch lại nguyên văn của bản thông báo này. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao mọi nỗ lực trong việc cung cấp các khoản cứu trợ quan trọng cho các gia đình Mỹ, nhưng đề xuất của nhóm người giải quyết vấn đề lại thiếu những gì cần thiết để cứu sống và thúc đẩy cho nền kinh tế. Hơn 4 tháng trước, Hạ viện đã thông qua Đạo luật Heroes Act. Đạo luật quan trọng này hỗ trợ phần thử nghiệm, truy tìm và điều trị cần thiết để tiêu diệt coronavirus. Nó tôn vinh những anh hùng của chúng ta trên tiền tuyến bằng cách tránh cho các tiểu bang lâm vào tình trạng khốn khó và tình trạng sa thải lao động ở địa phương cung cấp các khoản cứu trợ để ngăn chặn nạn đói và bị đuổi nhà, hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình lao động để chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng này. Thật không may, đề xuất ngày hôm nay đã thất bại trong các chính sách quan trọng này và không phản hồi được các vấn đề bổ sung đã xuất hiện từ tháng 5. Khi đề cập đến việc tăng cường hệ thống y tế công cộng, hỗ trợ chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, Đề xuất của nhóm người giải quyết vấn đề còn quá nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng. Với cuộc tổng tuyển cử chỉ còn 49 ngày nữa và dịch vụ bưu điện bị chính quyền tổng thống Trump phá hoại, đề xuất của họ cũng từ bỏ trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ sự sống của nền dân chủ. Với tình trạng lây nhiễm và tử vong vẫn đang gia tăng nhanh chóng, hàng chục triệu người mất việc làm và sự sa thải của chính quyền địa phương và tiểu bang đang gia tăng các vấn đề về sức khỏe và tình trạng khủng hoảng kinh tế, điều đó sẽ đòi hỏi tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa phải quay lại bàn và làm việc với các đảng viên dân chủ để cứu lấy sinh mạng và sinh kế cho người dân. Cùng ngày với việc đưa ra thông báo từ chối đề xuất mới của nhóm người giải quyết vấn đề, bà Pelosi lại kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ của bà trong một cuộc gọi hội nghị buổi sáng rằng, chúng ta phải ở lại đây cho đến khi chúng ta có một dự luật. Mặc dù những lời phát biểu của họ nghe có vẻ tích cực, nhưng các trưởng đoàn đàm phán của mỗi bên không có dấu hiệu thực sự nào cho thấy họ đã sẵn sàng thỏa hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ hai với đài CNBC, ông Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng cho biết, "Tôi nghĩ rằng có nhiều lĩnh vực trong đó có những thỏa thuận giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa và cũng có một vài điều mà chúng tôi có sự khác biệt về số tiền." nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Tôi đã nói với bà Pelosi rằng tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào. Ông thượng nghị sĩ John Thune thuộc Đảng Cộng hòa ở Nam Dakota đã nói rằng tôi có cảm giác là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không thấy lãnh đạo Đảng Dân chủ có ý định hay mong muốn nào vào lúc này. Bất kể các thành viên của họ đang nói gì, hợp tác hoặc cùng nhau tìm ra giải pháp, tôi nghĩ rằng họ đã có được điều họ muốn và họ muốn giữ điều đó đến tháng 11. Ông thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ hàng đầu Chuck Schumer của New York cho biết, Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận. Nó thực sự phụ thuộc vào Tổng thống. Như tôi đã nói, chúng tôi đã đồng ý giảm 1.000 tỷ đô la. Họ hãy tăng thêm 1.000 tỷ và thế là xong. Điều đó rất rõ ràng. Và điểm mấu chốt là họ đã không làm như vậy. Sự bế tắc trong gói cứu trợ lần này là rủi ro chính trị đối với tất cả các bên tham gia vào cuộc bầu cử mùa thu năm nay và cả hai bên đều cáo buộc bên kia hành động chủ yếu với những tính toán chính trị của đảng mình. Đảng dân chủ cho biết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa phải cần bỏ phiếu về bất kỳ loại dự luật cứu trợ nào trước khi rời Washington để vận động tranh cử, trong khi Đảng Cộng hòa lại cho biết Đảng dân chủ có ý định cản trở Đảng Cộng hòa giành chiến thắng chính trị. Câu hỏi tiếp theo sẽ là như vậy dự luật mới này đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa sao? Xin trả lời, có thể không. Vì nó vẫn có thể được sử dụng như một khuôn khổ cho một thỏa hiệp trong tương lai. Theo tòa soạn báo Hill, ông Steny Hoyer, lãnh đạo phe đa số Hạ viện, đã gọi đề xuất này là hữu ích. Thời gian từ ngày hôm nay cho đến ngày bầu cử chỉ còn khoảng 48 ngày nữa. Và bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã cho biết Hạ viện cam kết sẽ ở lại Washington cho đến khi đạt được thỏa thuận. Sau đây xin mời quý vị dành vài phút để theo dõi một đoạn phỏng vấn ngắn giữa đài CNBC với một trong những người đứng đầu của nhóm giải quyết vấn đề, ông George Gothamer, để nghe ông trình bày về một vài phần chính trong gói cứu trợ của nhóm ông đã đưa ra. Chúng ta hãy nói về những gì có trong dự luật đó mà quý vị đã đồng ý, cũng như những điểm bất đồng. Và thật đáng tiếc, theo tôi, sẽ không có điều gì xảy ra từ bây giờ cho đến khi bầu cử. Hãy nhìn vào những điểm bất đồng chính trong dự luật. Nếu chúng ta có thể đồng ý được về phần bảo hiểm thất nghiệp lên đến 600 đô la mỗi tuần, nhưng không quá 100% lương, kéo dài 13 tuần. Trong đó có một phần luân chuyển ở khoảng giữa để các tiểu bang có thể điều chỉnh hệ thống máy tính của mình. Chúng ta có 1.200 đô la tấm check lần hai cho mỗi người lớn và 500 đô la cho mỗi trẻ em hay một người phụ thuộc. Chúng tôi cũng bao gồm 500 tỷ đô la hỗ trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương cho đến năm tới. Ngoài ra còn có phần hỗ trợ cho những chương trình thử nghiệm và tìm ra bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng có chương trình hỗ trợ cho trẻ em và các dịch vụ giữ trẻ, một vòng hỗ trợ PPP cho các doanh nghiệp nhỏ, vì vẫn có rất nhiều những doanh nghiệp nhỏ đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Điểm quan trọng là gói cứu trợ này bao gồm hầu như đầy đủ những điều cần thiết để có thể hỗ trợ cho người dân Mỹ, và tổng trị giá chỉ là 1.500 tỷ đô la. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có những thay đổi tốt đẹp hơn. Vì càng đến gần ngày bầu cử, các đảng phái cũng như tổng thống cần phải làm những điều gì đó để có thể lấy được lòng tin cũng như lấy được số phiếu của dân chúng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, bất kỳ gói cứu trợ nào từ phía đảng Cộng Hòa hay từ phía Nhà Trắng đưa ra đều bị đảng Dân Chủ bác bỏ. Theo Lê mục đích của đảng Dân Chủ cũng đã rõ là họ sẽ không thương lượng nếu trị giá của gói cứu trợ không tăng lên đến 2.2 ngàn tỷ đô la. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của Lê Đinh thôi. Còn quý vị có suy nghĩ gì? Xin mời quý vị đóng góp ý kiến ở phần bình luận. Lê Đinh lúc nào cũng hoan nghênh những ý kiến đóng góp và bình luận có tính văn minh, lịch sự và tích cực từ quý vị. Quý vị thân mến, rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USC trước khi tạm chia tay lê đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng được vui khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo